Rồi, xin chào các bạn nhé. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay của channel Tân TV. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những cái mẹo hay liên quan đến Facebook. Đó là giúp các bạn bật lại cái tính năng cái tab watch Facebook, tức là cái tab xem video ở trên Facebook, và cách khắc phục những bạn nào mà không bật được những cái thanh đó hoặc là không có cái chức năng đó ở trên Facebook nhé. Nếu bạn nào đang gặp phải tình trạng này thì các bạn hãy theo dõi ngay video này nhé. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn bật lại cái biểu tượng watch Facebook trên cái thanh lối tắt nhé, trên cái giao diện ở đây như các bạn nhìn này. Đây, ở đây thì mình đang cái thanh biểu tượng watch này, nó là cái hình nút giống như cái nút play ấy, đó, các bạn nhìn nhá. Đấy, khi các bạn click vào đây thì nó sẽ xuất hiện ra một loạt những cái video trên cái Facebook của các bạn nhé. Đó thì đây thì bình thường đây là mình đang thể hiện cái trạng thái nó đang có rồi nhé. Còn bây giờ là trường hợp mà những cái bạn nào mất ý, thì các bạn sẽ bật lại như sau giúp mình nhé. Rồi, ở trường hợp là ví dụ như những cái bạn nào mà đang không có tìm thấy những cái biểu tượng thanh watch Facebook ấy, cái lối tắt watch Facebook ấy, thì các bạn đấy, các bạn sẽ không thấy nhá, ở đây sẽ không thấy cái biểu tượng đó đâu. Đấy thì có thể do các bạn vô tình hoặc là cái chức năng đó của các bạn đang bị tắt nhé, hoặc là bị tắt sẵn từ trước nhé, các bạn không để ý nhé. Đó, bây giờ các bạn làm như sau giúp mình nhé. Các bạn chọn là dấu ba gạch cho mình nhé. Đó, các bạn chọn là dấu ba gạch cho mình này. Sau đó thì các bạn kéo xuống cái mục là cài đặt và quyền riêng tư nhé. Ok, cài đặt và quyền riêng tư này, và các bạn sẽ chọn vào cho mình mục là cài đặt này. Đó, cài đặt này. Trong mục cài đặt này nhá, ở đây thì sẽ Facebook nó sẽ có cái phần giao diện mới, Facebook ở giao diện mới nhá. Các bạn tìm đến cho mình mục lối tắt nhá. Đó này, phần lối tắt này, các bạn nhìn ở ngay dưới cái phần tùy chọn này, các bạn chọn nó cho mình. Đấy. Và trong cái mục lối tắt, các bạn click vào xong, các bạn nhìn đến cho mình thanh lối tắt nhá. Thanh lối tắt này. Ok. Và cái phần watch này, watch video này thì các bạn đang bị tắt nhé. Bây giờ đơn giản thì các bạn chỉ việc các bạn lấy tay các bạn gạt nhẹ thôi, các bạn gạt nhẹ lên. Đấy, lối tắt đã được bật nhé. Rồi, đấy thì bây giờ các bạn sẽ thoát ra ngoài cho mình. Các bạn thoát ra ngoài và các bạn kiểm tra. Đây, vậy là cái thanh watch Facebook của các bạn đã được bật lên rồi nhé. Đó thì nếu trường hợp bạn nào mà đang bị tắt thì các bạn sẽ vào đó cho mình, các bạn bật luôn cho mình nhé. Rồi, còn trường hợp thứ hai các bạn có thể bật nhanh như sau nhé. Các bạn bật nhanh bằng cách các bạn nhấn giữ vào một cái biểu tượng bất kỳ ở trên lối tắt nhé. Các bạn ví dụ mình chọn vào cái biểu tượng là nhóm này, các bạn nhấn giữ nhé. Đó, sau đó thì nó sẽ xuất hiện ra cái phần ở bên dưới này, các bạn chọn vào phần là quản lý cài đặt lối tắt nhé. Rồi, và các bạn cũng tương tự, các bạn chỉ việc bật lên thôi, các bạn bật lên cho mình. Đó, vậy là cái phần lối tắt của các bạn đã được ra bên ngoài nhé. Các bạn bật vậy thì lối tắt nó cũng sẽ được tự động nó ra ngoài màn hình trên ghim trên cái thanh lối tắt ở trên máy chính cho các bạn nhé. Đấy thì có hai cách để các bạn bật như thế. Ở trên iPhone thì nó sẽ không có cái tính năng bật nhanh này. Ví dụ như đây, mình sẽ nhấn bất kỳ nhé. Đấy, trên iPhone thì các bạn nhấn giữ vào thì nó sẽ không có cái biểu tượng bật nhanh như thế này. Các bạn chỉ thấy cái thông báo là gỡ thôi nhé. Gỡ, ví dụ như các bạn chọn biểu tượng là watch này, các bạn sẽ gỡ đi, gỡ và nó sẽ không hiển thị nữa. Và các bạn sẽ trường hợp các bạn chọn vào phần watch này nó sẽ gỡ đi nhá, và các bạn sẽ chọn, ví dụ mình sẽ chọn vào phần biểu tượng nhóm này. Đó, nhóm này thì nó cũng sẽ hiển thị là gỡ thôi nhá, gỡ cái biểu tượng nhóm ở trên thanh lối tắt nhá, chứ nó không có cái biểu tượng là quản lý cài đặt để vào như này, nó cũng có phần vào sâu như này nhá. Mà trên iPhone các bạn phải vào từng bước chi tiết giống như cái bước một mình hướng dẫn nhá. Đó, các bạn sẽ vào phần cài đặt chung này, phần cài đặt này, và chọn phần lối tắt nhé, và các bạn chọn phần quản lý thì nó cũng có tương tự như ở trên Android như này nhé. Đó, đấy là trường hợp các bạn bị ẩn thì các bạn một trong hai bước đó các bạn bật rất là dễ dàng thôi. Còn trường hợp mà các bạn không vào những cái bước này mà trong cái phần không có cái phần watch này nhé, nó không có cái phần watch này, chỉ có phần nhóm và phần hẹn hò. Rồi, trường hợp mà các bạn vào các cái bước mà mình hướng dẫn bật nhanh cũng như là vào chi tiết bật trên cái thanh lối tắt mà các bạn vào đến bước này mà nó không có cái phần là watch đâu nhé. Đây của mình đây thì các bạn nhìn này, có mỗi mục trang cá nhân này, mục nhóm này, mục mắc kịt này, không có phần watch đâu nha các bạn nhé. Các bạn nhìn này, không có phần watch đâu. Đó thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục cái tình trạng này nhé.
và các bạn nhớ làm theo chi tiết mình nhé, mình sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn dễ hiểu nhé. Những bạn nào mà các bạn không bật được thanh lối tắt ở trên cái phần trang chủ thì bây giờ các bạn khắc phục như sau nhé. Các bạn vào mà không có thì các bạn khắc phục bằng cái bước thứ hai giúp mình nhé. Các bạn vào cho mình mục là cài đặt chung của máy này đó. Sau đó thì các bạn tìm đến cho mình mục, các bạn kéo xuống cho mình mục là ứng dụng nhé, ứng dụng này. Tiếp tục các bạn chọn cho mình là quản lý ứng dụng. Rồi, trong cái mục quản lý ứng dụng này ấy, thì các bạn đợi một chút nhé. Rồi, các bạn kéo xuống nhé, các bạn kéo xuống và tìm đến cho mình Facebook nhé. Các bạn kéo xuống bây giờ tìm thấy cái ứng dụng Facebook thì thôi nhé. Ok, hoặc là các bạn đánh ngay trên cái thanh tìm kiếm cho mình nhé. Các bạn đợi một chút này. Rồi mình đánh luôn trên đây cho nhanh. Đây, Facebook này. Đó, tìm hơi lâu, các bạn chọn cho mình nhé. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy cái phần Facebook của các bạn hiện trên này nhé. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là phần lưu trữ nhé. Lưu trữ này. Đấy. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là xóa tất cả dữ liệu nhé. Đây, xóa dữ liệu này, các bạn chọn vào. Đấy. Nó sẽ có hai phần này, xóa tất cả dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm nhé. Đấy, các bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu nhé, xóa bộ nhớ đệm nhé. Đây, các bạn sẽ xóa này, xóa tất cả dữ liệu này. Đó, ok này. Đó, và xóa bộ nhớ đệm luôn nhé. Đấy. Rồi, vậy bây giờ cái bộ nhớ của bạn đã được xóa hết sạch nhé. Gần như các bạn làm bước này ấy, để cho nó về cái Facebook mặc định ban đầu nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ xóa hết đi, các bạn sẽ vào Facebook lại cho mình nhé. Các bạn vào Facebook lại cho mình, coi như là chúng ta làm mới lại Facebook. Việc xóa này thì khi các bạn khởi động lại Facebook ấy, nó sẽ hơi bị lâu một chút nhé. Coi như là các bạn khởi động lại và xóa tất cả những cái thông tin ở trên Facebook này nhé. Đó, các bạn đợi một chút nhé. Rồi đến bước này ấy, thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập lại cái tài khoản của các bạn nhé. Đây, nhập lại yêu cầu. Đây, các bạn đến bước này các bạn sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu các bạn nhập lại cái tên đăng nhập và mật khẩu của bạn nhé. Các bạn nhập vào cho mình nhé. Các bạn chọn xong thì các bạn sẽ chọn cho mình là đăng nhập này. Đó, các bạn chọn đăng nhập nhé. Và các bạn đợi nó đăng nhập thôi. Rồi, đó thì các bạn sẽ chọn là khác này. Đấy. Khác này. Đấy. Ở đây nhá. Các bạn sau khi các bạn đăng nhập vào ấy thì các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều những cái thanh lối tắt này. Bình thường các bạn xóa cái bước đó xong ấy thì nó sẽ hiển thị ngay cái watch Facebook đấy nhá. Các bạn sẽ vào các bạn bật lại cho mình. Đấy, các bạn bật lại này. Đấy. Watch này các bạn bật lên. Tiếp theo là còn trường hợp mà một trường hợp thứ ba, đó là các bạn thực hiện các cái bước bật giống như mình hướng dẫn khắc phục vừa rồi, và các bạn thực hiện là xóa hết tất cả dữ liệu Facebook đi các thứ gì mà vẫn không được ấy, mà các bạn vẫn vào mục cái phần này, các bạn chọn vào phần mục watch Facebook này nhé. Các bạn chọn vào cái quản lý lối tắt là vẫn không thấy đấy, vẫn không được không thấy watch Facebook đâu ấy, thì các bạn sẽ làm cho mình một cái cách thứ ba nhé. Còn cái cách này thì nó sẽ phải tức là mình sẽ giúp các bạn gửi phản hồi lên Facebook đó để các bạn khắc phục cái tình trạng này nhé. Đây, các bạn nhìn vẫn không thấy nhé, vẫn không thấy watch Facebook đâu. Đấy, ra thành lối tắt trên trang chủ thì cũng không thấy cái watch đâu nhá. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ làm cho mình như sau nhá. Nên thì các bạn sẽ chụp cho mình cái màn hình, cái phần trên cái thanh công cụ này là không có biểu tượng watch đâu nhá. Đấy, các bạn này, các bạn chụp cho mình cái biểu tượng là không có biểu tượng watch đâu. Các bạn sẽ dùng cái chức năng chụp màn hình, ví dụ như tùy theo cái máy của các bạn sẽ thể chụp màn hình nhá. Đấy, đây máy mình thì sẽ có chức năng như này, chụp màn hình như này. Đấy, và các bạn chụp cho mình cái biểu tượng là không có biểu tượng watt nhé, hoặc là các bạn vào trong phần chi tiết cái phần watt này, các bạn sẽ quản lý cài đặt này. Đấy, các bạn sẽ chụp cho mình như này, các bạn sẽ chụp cho mình như này nhé. Đó, các bạn chụp cho mình như này. Đó, một trong hai nhé. Đấy. Các bạn tốt nhất các bạn chụp cái thanh lối tắt đầu tiên này cho mình nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình vào mục cài đặt này, mục ba chấm cho mình nhé. Đấy, mục ba chấm này, và các bạn kéo xuống cho mình này, các bạn kéo xuống cho mình mục là trợ giúp và hỗ trợ nhé, trợ giúp và hỗ trợ. Đấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình mục là báo cáo sự cố nhé. Đấy, báo cáo sự cố này, các bạn chọn tiếp tục báo cáo sự cố. Ok,
và các bạn đợi nó load nhé. Đấy. Các bạn chọn cho mình cái mục là đây, các bạn chọn cho mình mục ảnh này. Đấy. Rồi. Sau khi các bạn chọn mục ảnh xong thì các bạn sẽ viết cho mình câu như sau nhé. Các bạn sẽ viết cho mình là đại loại là theo ý nội dung của các bạn là Facebook hiện tại từ tính năng watch Facebook của tôi không được bật hoặc là không hiển thị được ở trên trang chủ. Đấy, mong Facebook hỗ trợ tôi, nói chung là mong Facebook hỗ trợ và bật lại cho tôi. Đấy, xin chân thành cảm ơn. Đấy, ví dụ mình viết lại như sau nhé. Đây các bạn sẽ viết giống như mẫu mình đấy nhé, và các bạn sẽ chọn vào thư viện ảnh, các bạn sẽ chọn cái bức ảnh của bạn chụp cái biểu tượng thành lối tắt này nhé. Đấy, các bạn sẽ chọn vào bức ảnh các bạn chụp cái màn hình ấy vào cái biểu tượng cái bức ảnh mà không có cái thanh lối tắt watch ở trên đấy, các bạn gửi nhé. Sau đó các bạn chọn là gửi này, các bạn chọn click gửi nhé. Đó, các bạn chọn gửi rồi. Sau khi các bạn gửi xong ấy thì các bạn sẽ chờ khoảng một thời gian, trong khoảng trong 24 giờ chẳng hạn, hoặc là có thể nhanh hơn, có thể muộn hơn nhé, tùy theo cái tùy theo cái mức độ phản hồi, hoặc là tùy theo cái chất lượng, nói chung là tùy theo cái đội ngũ support nó có bận hay không nhé. Đó thì các bạn sẽ phải đợi và nó sẽ hỗ trợ các bạn bật lại nhé. Đấy thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách bật những cái tính năng watch Facebook ở trên thanh lối tắt trên trang chủ. Đấy, cũng như là cách khắc phục những cái tính năng đó không hiển thị được, và cách nói chung là có những cái cách khắc phục đó các bạn có thể tham khảo. Rồi, nếu các bạn thấy video hữu ích với cách hướng dẫn bật lại cái tính năng watch Facebook trên trang chủ và cách khắc phục, các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Còn trường hợp bạn nào vừa ghé kênh thì nhớ bấm chuông để theo dõi những video mới nhất nhé. Và bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn lần sau của mình. Các bạn có những cái thắc mắc nào hoặc là có những cái nào mà các bạn chưa thực hiện được trên trên mẹo ở trên Facebook thì các bạn hãy comment phía dưới nhé. Mình sẽ cố gắng làm video hướng dẫn cho các bạn.